tôi đã gặp quý vị và các bạn trên kênh Sài Gòn TV 123. Ngày mới mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe, an lành, tràn đầy niềm vui và gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hôm nay cô muốn chia sẻ và cập nhật cho quý của chú anh chị và các bạn về thông tin ở trên báo Tuổi Trẻ 28 tháng 3 2023. Đó là việc khảo sát vị trí xây cầu bộ hành nối phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng. Sáng 28 tháng 3, các cơ quan sở ngành đã khảo sát vị trí xây cầu bộ hành nối phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện trong thời gian tới. Sáng cùng ngày, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ thành phố Hồ Chí Minh đã cùng các đơn vị tiến hành khảo sát vị trí xây cầu bộ hành này. Vị trí xây dựng cầu bộ hành này dự kiến nằm trong khu vực đường Đồng Khởi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đầu còn lại nối vào bến Bạch Đằng. Cầu sẽ giúp cho những người dân di chuyển từ khu vực trung tâm qua bến Bạch Đằng an toàn hơn. Hiện người dân phải băng qua đường Tôn Đức Thắng có mật độ giao thông lớn. Sau khi được chỉnh trang và đưa vào hoạt động cuối năm 1921, bến Bạch Đằng đã thu hút rất đông du khách đến vui chơi, chụp ảnh. Tuy nhiên, việc đi lại từ khu vực trung tâm qua bến Bạch Đằng rất là bất tiện. Người dân cho rằng nên có hầm chui hoặc cầu bộ hành thì sẽ giúp kết nối xuyên suốt các địa điểm từ trung tâm ra phía bờ sông Sài Gòn. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng nghiên cứu giao cho các cơ sở ngành khảo sát và đề xuất. Cũng là một cái tin vui cho người dân Sài Gòn cũng như là khách du lịch nước ngoài cũng như là trong nước. Tự vấp phải việc khó khăn ở cái con đường Tôn Đức Thắng rất đông xe. Cả bản thân Cường khi mà muốn qua bên công viên Bến Bạch Đằng thì rất là sợ bởi vì xe rất là đông. Sau này thì từ các chốt chặn ở cái con đường này có làm cái đèn xanh, đèn đỏ để cho mình có thể qua bên cái công viên Bến Bạch Đằng chơi. Nên cũng đỡ, nhưng mà thấy xe cũng đi ẩu, họ đèn đỏ dẫn đi qua. Thành ra đi qua bên cái công viên Bến Đằng rất là sợ quý vị ơi. Việc đề xuất này Cường cảm thấy rất là vui và tất cả mọi người chắc là cũng nghĩ vậy. Cường rất cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và xem cái thông tin mà Cường vừa cập nhật. Cường mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng Cường tiếp tục sẽ đi cái con đường Tôn Đức Thắng phía bên cái công viên Bến Bạch Đằng để mình tham quan và xem cái con đường đó xe cộ đi như thế nào nhé.
xin phép tạm dừng và khép lại video này. Sẽ hẹn quý cô chú chị và các bạn video tiếp theo. Nếu có thông tin nào mới, Cường sẽ cập nhật cho quý cô chú chị các bạn xem. Bye bye, hẹn gặp lại đa gia đình yêu.